Đoàn Văn Hậu sút bóng trúng cổ động viên. Trong trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội FC trên sân hàng đẩy tối qua, ở phút 79, Đoàn Văn Hậu đã có hành động gây tranh cãi khi sút bóng thẳng về khán đài A, trúng vào người một cổ động viên. Hành động này khiến cầu thủ quê Thái Bình đối mặt với nhiều lời la ó từ khán giả trên sân. Đoàn Văn Hậu liên tục giơ tay cúi người ra dấu xin lỗi. Đáng chú ý, cuối trận, anh cũng tiến về khu vực khán đài, bắt tay với mọi người rồi cởi áo tặng cổ động viên, đồng thời nói xin lỗi. Qua ống kính máy quay, có thể thấy cầu thủ câu lạc bộ công an Hà Nội có thái độ chân thành và nhận về những phản ứng tích cực từ khán giả. Đoàn Văn Hậu chia sẻ với truyền thông trên sân. Trong trận đấu, tôi có một tình huống chưa kìm hãm được cảm xúc của bản thân, suốt bóng lên khán đài và không may trúng cổ động viên, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Thực chất, đây là hành động cản phá của nam cầu thủ trước một pha tranh chấp bóng kịch tính, tuy nhiên trái bóng lại vụt thẳng về hướng trọng tài biên và khán đài. Trước hành động này của hậu vệ quê Thái Bình, dân mạng phản ứng trái chiều. Nhiều người ví cú sút của nam cầu thủ căng như tên lửa, may mắn nạn nhân không có thương tích. Ở bài viết mới nhất trên trang cá nhân, các bạn bè dân mạng an ủi động viên đoàn văn hậu sau trận đấu, ca sĩ Phạm Trưởng bình luận bằng một biểu tượng cảm xúc hình trái tim, cầu thủ Hồ Tấn Tài khen ngợi em trai mãi đỉnh bên cạnh đoàn văn hậu người mẫu doãn hải my cũng nhận về những bình luận tiêu cực từ một bộ phận cư dân mạng vì cô là bạn gái cầu thủ tuy nhiên cô không phản ứng lại chỉ đăng tải loạt ảnh các thành viên nhóm nhạc bts và bày tỏ cảm xúc đối với thần tượng